trước chứ không hề thi. Không tạo đi. Chú lấy nè, con. Là lấy gì sao? Vậy. Không hề thi. Vậy thôi ly này cứ làm cho con đi. Cho con thêm hết mỗi xưa đó. Ly vậy nhiêu vậy anh? Dạ, 20. 20 hả? Dạ. Anh tự làm luôn hả? Hết cả ở nhà tự làm hay là anh lấy vậy? Tạo đi. Ở nhà làm. Ồ. Tội xe hát cạo dễ thương quá. Bán là 596 tới giờ. Dạ. Yeah. Anh cạo đi. Yeah. Anh năm nay nhiêu tuổi anh? À, 63. Ồ, 63. Ồ, anh ở quận mấy mà anh chạy qua tới đây vậy? À, Nhà Bè. Ồ, Nhà Bè. Anh cạo đi. Ở đây là gần nhất. Dạ. Anh bán có đúng một món này hả? Đúng một món. Bán từ năm 96 là tính ra là giờ là gần 30 năm rồi. Dạ, đúng rồi. Oh wow. Cái nước gì anh? À, nước tương mà mình tự làm hả? Dạ. Yeah. Wow. Anh bảo đây. Rồi anh. Chú bỏ cái này cho con thêm miếng con răm. Cái nào? Ớt. Ớt không? Anh bảo đây. Nhiều quá. Cái ly này cho con. Để biết như nó không ăn mình thành sao. Dạ. Ủa, Nhà Bè ra anh cứ chạy dạo dạo vậy anh bán hả anh? Dạ, bán dạo dạo. Có học sinh thì mình khỏe một chút. Thôi, anh bán thường anh bán khu vực nào? Đi vòng 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 vậy đó. Dạ, đi vòng vòng. Anh cạo đi. Sáng bán đây, bắt đầu chiều qua quận 8. À, sáng bán đây, giờ qua quận 8. Ồ, anh biết chương trình của em không? Anh có coi chương trình tiếng ra của em bao giờ chưa ta? Anh cạo đi. Tiếng rau. Dạ, em làm chương trình tiếng rau để em giúp những người mà buôn gánh bán bưng giống vậy nè. À. Dạ. Hát cạo đây. Nghe. Đây, hát cạo của chú. Anh tên gì ha? 63 rồi. Tên Hùng. À, hát cạo của chú Hùng gần 30 năm ở Sài Gòn nè, ở khu vực Nhà Bè quận 7, quận 8 nè. Rồi, hy vọng là mình sẽ có duyên để mình làm một tập mình giúp tiếng rau mình giúp cho anh Hùng. Anh em năm nay 55 rồi. Dạ. Dạ, em hay làm mấy cái chương trình tiếng rau 4.0 á. Anh cạo đi. Ngon lắm nha. Cái mùa anh dở ra là thơm phức luôn. Được không con? Được. Anh cạo đi. Rồi. Tiếng rau là sao? Dạ. Tức là em sẽ có một buổi bán hàng phụ anh. Đó. Dạ, buổi bán hàng này thì bà con ta sẽ mua ủng hộ anh, nhưng mà em bán một tiếng đồng hồ thôi. Đó, để, ví dụ như mấy cái người làm giống như anh nè. Đó, giống như mấy người làm giống như anh thì em sẽ giúp. Dạ, em làm một buổi, nhưng mà hoàn cảnh khó khăn và phải lớn tuổi. Anh thì năm nay chắc anh cũng U70 rồi thì chắc 63. Thì 63 là U70 rồi, giúp được rồi. Dạ. Thì em làm em buổi bán hàng vậy cũng người ta ủng hộ thì cũng được mấy chục triệu đó. Dạ. Thì cũng không có phải lớn gì mà giúp cho mình có cái số vốn. Dạ. Thì cái gì chút xíu nữa em xin cái số điện thoại của anh đi. Anh đi. Anh đọc giùm em đi, đọc em đi, có nhiều khi khách cũng gọi cho anh đó. À, quận 7, quận 8, Nhà Bè nha. Các bạn nào mà thích ăn há cảo ngon thì liên hệ chú Hùng nha. Không nhớ số điện thoại. Nhớ ba con đuôi rồi. Dạ, 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 dạ. Để anh đưa số anh đi, anh bấm qua cho em đi. Anh đưa số anh bấm qua cho em, dạ. Mình không biết mình ở số mình nằm chỗ nào. Không, em sẽ bấm qua, số em bấm qua. Tức là em sẽ bấm số em qua cho số anh đó. Rồi. Anh bảo đi. Dạ, để em bấm cái nó nhá qua em cái là em biết. Ôi chết chết. Anh bảo đi. Ủa, anh bán từ năm 96 là anh bán của anh hay là anh bán đi bán thuê cho người ta? À, năm 96 là bán cho người ta, bán thuê cho ta 2 tháng. À, dạ. Dạ. Rồi bắt đầu cái bán một tháng nữa là nghỉ luôn. Ồ vậy hả? Ủa, quê anh Hùng ở đâu vậy? Trà Vinh. À, quê Trà Vinh. Ồ. Ồ, dưới Trà Vinh hôm bữa cũng gặp một cái chú cũng đi bán há cảo luôn. À. Rồi chắc có duyên hay sao á. Anh người Hoa hay người Việt? Người Việt. À, người Việt hả? Dạ. Đây số điện thoại của chú Hùng nha, các bạn có thể ủng hộ chú và gọi điện thoại cho chú. 0347780951.
à, số của chú Hùng. Còn hy vọng là mình sẽ đủ duyên để mình làm giúp cho chú một tập tiếng rau 4.0, giúp cho chú có số vốn nhỏ nhỏ để dưỡng già thôi. Còn chú thì chắc là chú vẫn còn tiếp tục đi bán. Cái xe của chú có nhiêu đây thôi đó. Đó, nhìn cái xe rất dễ thương giữa lòng Sài Gòn. Ngày anh bán được bao nhiêu anh? Bao nhiêu bánh? À, khoảng dạ. Cấp này anh là đảo đây. 700-800 ngàn. Bán 700-800 ngàn một ngày á hả? À, anh bán từ giờ nào tới giờ nào? À, sáng là 5 giờ mấy đi. Sáng 5 giờ mấy? Đi tới 11 giờ. Anh đảo đây. Ồ. Là 2 giờ hoặc là 2 giờ rưỡi đi tới 8 giờ. À, là ngày bán cả vốn lẫn lời là khoảng 700-800 ngàn. À, 800 ngàn trả lời. 800 ngàn trả lời. Bữa nào mưa gió là coi như thôi lóc luôn. À đúng rồi. Bởi vì nếu có học sinh học thì mình bán nhiều hơn chút. Dạ, dạ. Thường là anh chỉ đi bán khu vực quận 7, quận 8 với Nhà Bè thôi. 700-800 ngàn tính ra tiền lời chắc được chừng 200. 300 được. Dạ, có bữa 200, có bữa 2, có 200 tới 300 ngàn. Đúng rồi. Dạ. Rồi anh sống chung bà xã hả? Sống chung bà xã. Dạ. Con cái anh lớn chưa? À, lớn hết rồi. Dạ. Thằng trai nó có gia đình ở... nó có một thằng trai à, nhưng dạ. Nó có gia đình ở bên Tân cái gì cầu dược không có một con trai một à, không hai đứa con gái à, trai anh một trai con gái. Bốn đứa nó năm nay nó 38 tuổi mà bốn dạ. Đứa con mà dạ, nhưng mà chắc cũng khó có khăn Pháp. À rồi chú Hùng quê ở Trà Vinh coi như giờ là tự lực cánh sinh để lo cho con coi như hai vợ chồng già lo nhau dạ. Để không có liên quan con cái gì hết có liên quan với cái Úc. Dạ. Cũng khổ, là bây giờ mình phải làm giúp nó luôn. Ờ, làm giúp nó luôn. Rẻ thì bán hát cạo chiên trứng ở ồ dạ. Ồ dạ, dạ. Trời ơi, giờ là vừa là hai vợ nuôi hai vợ chồng, vừa lo hai vợ chồng vừa lo cho đứa con út luôn. Dạ. Đây chiếc xe của chú Hùng. Hôm nay tình cờ mình ngồi uống cà phê ngay chỗ quận 7 mình thấy. Colorman ra đây cũng tranh thủ vừa quay vừa giới thiệu. Và hy vọng mình có đủ duyên mình về mình giúp cho cô chú nha. Hiện tại đây anh ở nhà thuê hả? Dạ thuê. Ở nhà thuê. Còn nhà còn quê gốc ở dưới Trà Vinh. Dạ. Rồi thôi em chào tạm biệt anh nha. Dạ. 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 Rồi, hy vọng em có duyên em giúp anh tập ha. Dạ dạ, dạ. Chào anh. Hát cạo đây. Dạ, hát cạo của chú nhìn hấp dẫn lắm nha bà con. Dạ. Mỗi lần lại đây bán nhất chiều. À, à. Mấy đứa gái nạn nữa. Dạ dạ. Ở đây mấy quán cà phê mua ủng hộ quá trời. Dạ. Dạ. Không phải ủng hộ mà ngon. Dạ. Rồi. Bình thường là chú Hùng cũng chia sẻ là chú đến đây bán buổi chiều không à, giờ hôm nay chú đến buổi sáng. Chào anh.